Hello, Phiếu đồng xin kính chào các bạn. À, mời các bạn vừa xem Phiếu đồng lái xe và vừa nghe Phiếu đồng đọc những cái lời bình luận về cái công ty VinFast ở Mỹ. Một thông tin rất là mới các bạn. Cái tựa đề là VinFast sẽ lên sàn ở Mỹ nhưng mà lại thông qua SPAC. À, lát nữa tôi sẽ giải thích SPAC các bạn. Cái thứ hai là giới phê bình xe Mỹ nhận xét về VinFast rất là bất lợi. Kính chào các bạn. Hãng xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa loan báo là sẽ lên sàn chứng khoán ở Mỹ thông qua SPAC. Thông tin này là được đưa ra khi có thêm gần 1.100 chiếc xe VF8 của vướng mới cập cảng ở Bắc California. Và giới phê bình xe Mỹ đồng loạt nhận xét một cách rất cảm tích cực về cái loại xe này vào ngày hôm qua theo giờ địa phương là ngày 12 tháng 5 năm 2023. Ngày hôm qua, ngày 12 tháng 5, cái hãng sản xuất xe hơi điện VinFast họ nói là sẽ niêm yết ở Mỹ bằng cách sáp nhập với một cái công ty Trung Quốc có trụ sở ở Hồng Kông có cái tên là Black Spec Acquisition. Một hãng mua lại có mục đích đặc biệt, viết tắt cái chữ Spec, đến vần là SPAC hai tiếng Việt mình dịch nôm na là một cái công ty rỗng, công ty xét không. Black Specs Acquisition là một spec đặt trù sở ở Hồng Kông mà tôi nghĩ rằng đây là một công ty của Trung Quốc. Công ty này là đã lên sàn New York hồi tháng 7 năm 2021 với kế hoạch là xác nhập trong vòng 2 năm với một hãng khác trong cái ngành giải trí là lý tưởng nhất. Theo cái trang web của hãng được cái đài Reuters nêu ra trong một cái bản tin mới về động thái của công ty VinFast mới đây. Các hãng SPAC được xem là con đường đi tắt đến thị trường chứng khoán, nhất là đối với những cái hãng công nghệ xe hơi. Thực tế cho thấy các nhà đầu tư muốn các loại cổ phiếu có giá trị như Tesla thường thích cách làm này. Mặc dù giá trị của các công ty hợp nhất thường giảm trong những tháng sau khi lên sàn. Một cái bài báo của hãng Reuters viết như vậy các bạn. Tiếp tục cái bản tin của Reuters dẫn một tuyên bố chung của VinFast và cái công ty Black Spec Acquisition cho hay sau khi xác nhập tạo thành một cái pháp nhân mới tức là một cái công ty hợp nhất sẽ có giá trị doanh nghiệp sắp xỉ là 27 tỷ đô la và giá trị cổ phần là 23 tỷ đô la Giao dịch này dự kiến là sẽ chốt lại trong nửa cuối năm nay, năm 2023. Và các cổ đông hiền hữu của VinFast sẽ sở hữu 99% cổ phần của công ty hợp nhất vẫn theo tờ báo Reuters này viết Như các bạn biết là VinFast nộp hồ sơ vào cuối tháng 12 năm 2022 xin bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng mà chúng ta hay gọi là IPO ở cái sàn Nasdaq của Mỹ. Nhằm mục tiêu là được định giá tới 60 tỷ đô la. Nhưng nay hãng chuyển sang tìm cách niêm yết thông qua SPAC. Nhưng mà như tôi nói công ty này là nó đã phát hành cổ phiếu ở cái sàn New York vào năm 2021. Động thái này của VinFast giống như cách mà các hãng xe hơi điện trước đây như là Mirovat, Faraway Future, Nikola Corporation và Lucid đã làm. Bất chấp cái tình trạng nguội đi trong thị trường SPAC đã từng rất sôi động. Tờ báo Reuters cho hay, thị trường này thời gian gần đây là bị Ủy ban Giao dịch sàn chứng khoán của Mỹ biết tắt là SEC giám sát, kiểm tra rất chặt chẽ. Hãng xe VinFast ra đời vào năm 2017, nằm trong tay của tỷ phú giàu nhất Việt Nam, đã nói rằng đã, đã nhận được tới 55.000 đơn hàng toàn cầu và có năng lực xuất xưởng tới 300.000 chiếc xe điện mỗi năm. Cũng ngày hôm qua ngày 12 tháng 5, một số trang tin Việt Nam cho hay cái lô xe thứ hai của VinFast xuất sang Mỹ vừa mới cập cảng Benicia ở bang California. Theo đó có tới 1098 chiếc xe VF8 rời tàu chờ bàn giao cho các khách hàng Mỹ. Tiến cho biết các phiên bản trong cái lô này có tầm chạy từ 243 dặm tức là 391 km tới 264 dặm tức là 425 km xa hơn so với phạm vi hoạt động của phiên bản City Edition mà 999 chiếc xe thuộc loại đó đã đến Mỹ vào cuối năm ngoái. Dự kiến hãng sẽ giao lô hàng mới này cho khách hàng Mỹ từ tháng 6 năm 2023. Gần 1.100 chiếc VF8 phiên bản Eco và Plus đến Mỹ khi đồng loạt vào sáng hôm qua, tức là 12 tháng 5 có ít nhất là 7 trang tin Mỹ chuyên về xe hơi tung ra các bài viết với những hàng tích gây sốc nói rằng cái phiên bản City Edition có nhiều lỗi không đáng mua. Trang Jalopnik mở đầu bài viết của họ với tiêu đề là giới phê bình xe đều đồng ý rằng VinFast VF8 rất rất tệ. Cái trang Rob and Truck rút tích lái lần đầu tiên VinFast VF8 2023 đơn giản là không chấp nhận được một cái trang khác có tên là Green Car Report thẳng thừng nói đừng mua VinFast VF8 2023 City Edition còn dòng tít lần đầu lái VinFast VF8 2023 City Edition đơn giản là đừng đó là của trang Autopian một cái trang khác rất nổi tiếng đó là Moto Trend đặt tên cho bài viết của họ là Lái xe VinFast VF8 lần đầu hãy trả lãi nhà sản xuất. Ad đưa ra nhận xét rằng đã lái VinFast VF8 2023 City Edition chưa đạt mục tiêu. Trong khi đó một cái tờ khác gọi là Inside EV có lời cảm thán ngắn gọn. Đánh giá lần đầu lái VinFast VF8 2023 City Edition Ôi dào ơi! Trong số các trang kể trên, Edmund và Motor Trend đều nổi danh từ lâu về thâm niên và uy tín trong lĩnh vực đánh giá xếp hạng xe hơi. Những bài viết của họ thuộc lại rằng, những tay chuyên thử xe và đánh giá xe của họ đã lái VF8 City Edition trong điều kiện thực tế ở Mỹ, với kết luận là Xe còn phải xử lý nhiều vấn đề mới được xe là đạt yêu cầu để lưu hành rộng rãi. Theo Moto Trend, người lái xe phải thắt dây an toàn và đạp phanh mới có thể điều khiển các màn hình với các chức năng như bật quạt gió, nghe radio khi xe chạy, công tắc đèn xi nhan không hoạt động hay rất khó chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa cho ưng ý. Bản đồ dập trên màn hình và không có tác dụng. Chức năng cảnh báo điểm mù cũng không làm việc. Khó tìm menu điều khiển gương và cửa nóc. Chức năng điều khiển bằng giọng nói. Lúc được, lúc không. Xe rung mạnh khi cài số lùi. Các bạn tin Moto Trend mô tả và lưu ý hãy cài đặt chế độ creep tức là đi chậm nếu không xe sẽ di chuyển nhanh và khó kiểm soát Trang này nói thêm rằng các chức năng trợ giúp tiên tiến cho tài xế gây ngạc nhiên. Ví dụ như chức năng tự động giữ tốc độ thích ứng và đi đúng, đúng làng đường hoạt động rất tốt nhưng dường như không có biện pháp đề phòng nào. Vì người lái thử không thấy nó theo dõi, cảnh báo tài xế phải để tay trên vô lăng. Bên cạnh đó, chức năng trợ lái đưa ra nhiều cảnh báo giả, cảnh báo tốc độ bị cho là quá nhạy gây phiền. Về việc vận hành xe, Motor Trend và Edmund lưu ý rằng cái chế độ Sport, tức là thể thao, làm cho chân ga rất nhảy nên xe vọt nhanh, khó lái. Tài xế nên để ở chế độ Normal, tức là bình thường. Chuyên gia của Motor Trend cho rằng phần mềm của xe cần phải được cập nhật để sửa các lỗi tên. Nhưng cũng có những điểm khác là không sửa được bằng phần mềm chẳng hạn như là cái hệ treo tức là giảm sóc đây cũng là quan điểm của Edmund Inside EV Road and Truck và các trang khác họ nhận xét rằng giảm sóc VF8 City Edition quá cứng khi chạy thắng trong khi lực quá mềm khi vào cua vì vậy thân xe bị nghiêng lắc ở các đoạn đường cong nếu đi nhiều qua các khúc hoặc gấp có thể gây say xe. Vô lăng xe theo Edmund rất nhảy nếu chỉ cần thao tác nhẹ nhàng khi chuyển làng, chuyển hướng và độ xe nhưng làm cho tài xế mất đi cảm giác kết nối với xe. Những người thử xe của bảy trang tin này tỏ ý không thiền cảm về chất lượng lắp ráp và vật liệu nội thất xe. Họ chỉ ra những điều như khe hở giữa các bộ phận không đều nhau, ghế sau cứng, ít cong theo cơ thể người, phần giả, da trong rẻ tiền và lạc hậu. Trong xe đã có tiếng rung rà của nội thất dù xe đi thử chỉ mới chạy khoảng 1.000 đến 2.000 km. Mặc dù vậy các nhà phê bình cũng khen xe có không gian rộng rãi, tầm nhìn thoáng, bộ phận phanh cơ bản thể hiện là hoạt động tốt, pin và phần mềm sạc tỏ ra đáng yên tâm. Hãng cũng cảnh báo và bảo hành là 10 năm hay là 125.000 dặm cho xe và 10 năm không giới hạn về số dặm cho pin. Được xem là chế độ bảo hành tuyệt vời, cao hơn về số dặm so với các hãng khác ví dụ như Hyundai. Motor Trend cho hay 999 khách hàng đầu tiên ở Mỹ đều thuê bao bản VF8 City Edition. Trang này và các trang khác nhận định rằng với mức giá là 49.000 đô la cho phiên bản VF8 Standard Edition Eco đến 56.000 đô la cho bản VF8 Standard Edition Plus, chưa kể các chi phí khác thật khó đoán về khả năng cạnh tranh với các đối thủ như Tesla Model Y hay Ford Mustang Mach E. Nếu như VinFast không xử lý được các vấn đề đang tồn tại trên bảng City Edition. Theo các chuyên gia về xe hơi của Mỹ, qua cuộc lái thử lần đầu bảng City Edition, họ khẳng định loại xe này chưa sẵn sàng để cùng chúng tiêu thụ các bài đánh giá xe của giới chuyên nghiệp và lời nhận xét của các chủ xe về các vấn đề nêu trên sẽ làm hỏng tên tuổi của hãng Motor Trend cảnh báo. Trang này và 6 trang khác nhấn mạnh là viên VinFast phải khắc phục các khuyến khích cực kỳ nhanh chóng và chiều lòng các khách hàng đầu tiên mới mong có cơ hội thành công ở Mỹ. Phiêu đồng cảm ơn các bạn đã theo dõi cái bài bình luận tên thank you